Thưa quý vị, lại thêm một đường dây môi giới mại dâm hoạt động trong giới showbiz vừa được Cục Cảnh sát Hình sự điều tra triệt phá tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Điều đáng nói là đường dây môi giới mại dâm này được cơ quan chức năng xác định có hoạt động với quy mô lớn, trong đó có cả hot tiktoker, người mẫu và ca sĩ nổi tiếng trong giới showbiz. Sự việc này lại một lần nữa khiến cho dư luận bức xúc, thậm chí là lắc đầu vì quá ngao ngán, bởi đây không phải lần đầu tiên xảy ra nạn môi giới và bán dâm từ đầu năm đến nay. Là những người có ảnh hưởng trong xã hội, được coi là đại diện cho văn hóa trẻ, hiện đại, thế nhưng những tiktoker, người mẫu, thậm chí là những ca sĩ nổi tiếng lại khiến cho mình trở thành tâm điểm chú ý trong các vụ bán dâm. Thậm chí lấy sự nổi tiếng này để ngã ra bán dâm với mức tiền khủng lên đến hàng trăm triệu đồng vì một lần phục vụ. Và lại một lần nữa, dư luận đặt ra câu hỏi liệu những cô hot girl, người mẫu, ca sĩ nổi tiếng này có được công khai danh tính để họ chỉ mặt điểm tên là ai hay không? Và liệu có cách nào để loại bỏ được nạn môi giới và bán dâm trong những người nổi tiếng ở Việt Nam hiện nay? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tổng hợp ngay sau đây. Tối ngày 3 tháng 11, Bộ Công an cho biết đã triệt phá thành công đường dây mại dâm hoạt động trong giới showbiz Việt với quy mô lớn. Cầm đầu đường dây này là đối tượng Huỳnh Thanh Thuận, sinh năm 1990, quê ở tỉnh Kiên Giang, hiện đang trú tại quận 4 thành phố Hồ Chí Minh, đang làm chuyên viên trang điểm, chuyên gia tư vấn về phong cách cá nhân. Cụ thể vào ngày 24 tháng 10 năm 2023, Cục Cảnh sát Hình sự đã chủ trì phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu bắt quả tang 3 cặp nam nữ đang có hành vi mua bán dâm, trong đó danh tính của những người bán dâm có tên viết tắt là VTTT, người mẫu, hot tiktoker, HPTH, người mẫu và LHP, người mẫu, hoa khôi ngành làm đẹp châu Á. Những cô gái này được xác định do Thuận giới thiệu sau khi có đơn đặt hàng từ khách mua dâm, đi phục vụ với giá từ 60 đến 100 triệu đồng cho tour 2 ngày trong nước và 6.000 đô la Mỹ, tương đương khoảng 150 triệu đồng với tour 2 ngày ở nước ngoài. Ngoài việc bắt quả tang 3 cô gái đang bán dâm ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, cảnh sát còn ngăn chặn kịp thời một cô gái được cho là nữ ca sĩ nổi tiếng, chuẩn bị xuất cảnh đi Singapore, bán dâm núp bóng hình thức du lịch nước ngoài. Các cô gái này thường xuyên xuất hiện sang chảnh trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang cá nhân có lượng theo dõi lớn trên các trang mạng xã hội. Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã tiến hành triệu tập, khám xét khẩn cấp chỗ ở của 3 nghi phạm về hành vi môi giới mại dâm, gồm Huỳnh Thanh Thuận, Phạm Đỗ Nhật Duy, 38 tuổi, trú quận 7, thành phố Hồ Chí Minh, đang làm nghề lao động tự do, Lê Thị Thu Thảo, 38 tuổi, trú tại Kiên Giang, lao động tự do. Tại cơ quan điều tra, ba nghi phạm khai nhận đã hoạt động môi giới mại dâm từ đầu năm 2023. Quá trình này, Thuận, Thảo và Duy đã môi giới cho nhiều gái bán dâm, khách mua dâm, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng. Ngày 30 tháng 10 năm 2023, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã quyết định khởi tố vụ án môi giới mại dâm. Các quyết định khởi tố bị can đối với ba bị can Huỳnh Thanh Thuận, Phạm Đỗ Nhật Duy và Lê Thị Thu Thảo. Các quyết định và lệnh nêu trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý các đối tượng có liên quan theo quy định của pháp luật. Theo Bộ Công an, thời gian qua, Cục Cảnh sát Hình sự và Công an các tỉnh thành nhiều lần phát hiện trong giới showbiz Việt diễn ra các hoạt động môi giới và mua bán dâm dưới nhiều hình thức với phương thức, thủ đoạn tinh vi, gây ảnh hưởng xấu đến truyền thống văn hóa của Việt Nam. Người môi giới mại dâm thường liên quan trực tiếp đến giới showbiz, như bầu sô, quản lý, chuyên viên trang điểm, chuyên gia tư vấn về phong cách cá nhân, giá mua bán dâm lên đến hàng nghìn đô la Mỹ một tour. Trước đó vào tháng 9 năm 2022, Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an cũng đã triệt phá một đường dây môi giới mại dâm có một số người đẹp trong giới showbiz tham gia với giá lên tới 15.000 đô la Mỹ do Lê Hoàng Long, 31 tuổi, trú tại thành phố Hồ Chí Minh tổ chức điều hành. Sau khi vụ việc được thông tin, dư luận xôn xao đồn đoán về danh tính hai người đẹp có tên viết tắt là TT và TH, được cho là khá nổi trong giới showbiz, từng đạt thứ hạng cao tại các cuộc thi hoa hậu, bị bắt vì hành vi bán dâm. Thưa quý vị, việc những người đẹp gán mác người mẫu hoa khôi để tham gia những đường dây mua bán dâm với giá hàng chục, thậm chí là hàng trăm đô la Mỹ cho một lần tiếp khách quả không còn là câu chuyện mới. Và có lẽ trong các vụ án mà lực lượng chức năng triệt phá thường có danh tính của ít nhất một nhân vật đang hoạt động trong giới showbiz đã khiến cho nhiều người khi biết về thông tin về vụ việc cũng không còn bất ngờ. Rõ ràng thực trạng cho thấy có cầu thì mới có cung. Thế nhưng những việc người mẫu, hot girl, ca sĩ hay diễn viên nổi tiếng hành nghề mại dâm đang đi ngược lại với thuần phong mỹ tục và văn hóa của người Việt Nam. Trong những vụ việc tương tự, dư luận vẫn luôn đặt ra câu hỏi là tại sao không công khai rõ ràng danh tính của những người mua bán dâm và lên án thật nghiêm khắc mà chỉ công khai một phần danh tính của các cô gái.
Dẫu biết luật pháp quy định không công khai danh tính của người bán dâm, thế nhưng nhiều ý kiến cho rằng như vậy thì rất khó để dẹp bỏ được nạn bán dâm này. Và có hay chăng Việt Nam cũng nên hợp thức hóa nghề bán dâm như một nghề hợp pháp? Mời quý vị cùng lắng nghe ý kiến của luật sư Nguyễn Danh Huế, đoàn luật sư thành phố Hà Nội và phó giáo sư tiến sĩ Đỗ Thị Vân Anh, chuyên gia xã hội học về vấn đề này qua cuộc trao đổi với phóng viên của VTC. Theo tôi thì công bố danh tính của những người bán dâm hay là mua dâm hay không ấy, thì rõ ràng ở đây là vấn đề về luật pháp. Trước hết là chúng ta có hiến pháp năm 2003 quy định ở điều 31 ấy, là quyền bí mật về đời tư, đấy, thông tin về đời tư của cá nhân là được pháp luật bảo vệ và nghiêm cấm mọi hành vi đấy, và xâm phạm về đời tư, đấy, về thông tin cá nhân. Ở dưới hiến pháp năm 2013 thì chúng ta có bộ luật dân sự năm 2015 sửa đổi năm 2017 thì cũng cụ thể hóa những cái chủ trương của hiến pháp, tinh thần của hiến pháp. Đó là tại điều 38 của bộ luật dân sự năm 2015 cũng quy định là không được xâm phạm cái quyền về đời tư, quyền về thông tin cá nhân, đấy, bí mật đời tư của công dân thì được pháp luật bảo vệ. Bên cạnh đó chúng ta còn luật an ninh mạng và chúng ta cũng nghiêm cấm những hành vi phát tán những cái thông tin và bí mật đời tư của công dân. Ngoài ra thì trong bộ luật, trong cái điều ước quốc tế hay là công ước quốc tế mà Việt Nam ký kết để đó cho nó, trong đó nó có một cái công ước quốc tế về các cái quyền dân sự và chính trị tại điều 17, thì khi Việt Nam tham gia ký kết thì chúng ta cũng tôn trọng các cái quyền về bảo vệ bí mật đời tư và chúng ta phải có trách nhiệm đấy, đưa những cái đó xây dựng vào hệ thống pháp luật là bảo vệ cái đời tư, cái hình ảnh, cái quyền riêng tư của công dân. Chính vì thế thì rõ ràng ấy là những cái người mua dâm hay bán dâm thì họ chỉ là những người vi phạm về mặt hành chính và họ bị xử phạt vi phạm hành chính theo cái nghị định 144 của chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn trật tự an toàn xã hội hay là phòng chống tệ nạn xã hội. Theo cái quy định tại cái luật xử phạt vi phạm hành chính năm 2012 sửa đổi bổ sung năm 2021 thì cũng quy định là các cái trường hợp được công bố công khai thông tin của người vi phạm hành chính thì không có những cái lĩnh vực là thuộc là ví dụ như là mua dâm hay bán dâm. Ở trong cái luật thì quy định là gì? Chỉ những cái trường hợp là vi phạm hành chính về cái lĩnh vực là an toàn vệ sinh thực phẩm này hay là khám chữa bệnh các liên quan đến y tế và một số các cái lĩnh vực khác thì cái người vi phạm mới bị công khai thông tin. Thế còn luật không cho phép là công khai thông tin của những người mua bán dâm. Thì rõ ràng ở đây là luật không cho phép thì những người có cái chức năng quản lý nhà nước hay là chức năng ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính, những cái cơ quan đó thì họ không được quyền công bố. Bởi vì người dân thì được làm những cái gì pháp luật không cấm, nhưng mà những cái cơ quan nhà nước thì chỉ được làm những cái gì pháp luật cho phép. Thế thì rõ ràng ở đây cái việc không công bố thông tin đến cho gọi là không công bố thông tin của những người mua bán dâm là cái nó phù hợp với quy định pháp luật hiện nay. Thế còn một số trường hợp là bị những người như cô hoa hậu, những người mẫu bị sau khi bị phanh phui hay bị bắt được trong cái đường dây mà mua bán dâm thì cái thông tin của họ bị xuất hiện ở trên các cái nền tảng mạng xã hội, thậm chí là trên báo chí, thậm chí là có nhiều tờ báo đăng tải những hình ảnh của họ luôn và thậm chí là đăng tải cả những hình ảnh về gia đình của họ. Thì tôi cho rằng những cái hành động này, việc đăng tải hay là loan truyền thông tin như thế nó không phù hợp với quy định pháp luật và thậm chí nó là hành vi vi phạm pháp luật và nó vi phạm nghiêm trọng đến cái quyền về hình ảnh, quyền về đời tư, quyền về thông tin bí mật cá nhân của những người này. Bởi vì trước đây chúng ta thấy rằng là chúng ta có những cái quy định là những cái người mà bị bắt khi mà thực hiện cái hành vi mà bán dâm thì họ phải đưa đi cải tạo đấy ở trong những cái trại phục hồi nhân phẩm hay là những cái trại giáo dưỡng. Nhưng mà rõ ràng là đâu có hết được mại dâm. Tình trạng mại dâm nó rồi mua bán dâm nó vẫn diễn ra càng ngày càng nhiều. Thì những cái quy định đó giờ đã bỏ rồi. Chúng ta được thay thế rồi. Thế thì mục đích của quản lý nhà nước là bây giờ phải công khai danh tính rồi đưa những người mà mua dâm trở về phải giáo dục rồi tuyên truyền tại địa phương thì chúng ta phải đưa ra những cái căn cứ khoa học, mà khoa học ở đây là khoa học xã hội và khoa học pháp lý, là căn cứ vào đâu mà chúng ta cho rằng là làm cái việc đó nó sẽ có hiệu quả, nó sẽ ngăn ngừa được, nó sẽ giáo dục được người ta, hay là chúng ta chỉ nói một cách cảm tính thôi. Thì tôi cho rằng là những cái quyền về quyền con người, những cái quyền về bảo mật thông tin về đời tư cũng như là bảo mật thông tin đã được hiến pháp bảo hộ, đã được gọi là các cái hệ thống văn bản quy phạm pháp luật Việt Nam mình bảo vệ và chúng ta đã cam kết ở trong những cái công ước quốc tế về quyền chính trị và quyền dân sự, thì chúng ta phải có nghĩa vụ thi hành. Và cao nhất là cái giá trị
của con người là được bảo vệ. Thế còn đây chẳng qua họ chỉ là những người vi phạm về hành chính, thì chúng ta có thể nói là chúng ta chỉ xử lý về mặt hành chính và họ đã phải nộp phạt rồi, thì không có cái lý do gì họ lại bị bêu ríu ở trên các cái phương tiện thông tin đại chúng và để cho có thể nói là một cái cộng đồng mạng nhảy vào ném đá và hả hê. Và cái tâm lý ở xã hội ta đôi khi là chúng ta hay có muốn một cái tâm lý là trả thù, chúng ta muốn là những cái người họ chỉ vi phạm hành chính thôi nhưng họ phải bị trả giá rất đắt để chúng ta hả hê. Nhưng mà nếu về mặt quản lý xã hội, nếu về mặt xây dựng một cái xã hội văn minh, thì cái việc công khai những cái thông tin của họ lên thì đôi khi nó không còn có lợi mà thậm chí cái hại nó còn nhiều hơn. Họ sanh ra tiêu cực, rồi gia đình của họ, rồi cơ quan của họ, con cái của họ lại bị ảnh hưởng, thì đôi khi nó lại gây ra những cái hệ lụy xấu hơn cho xã hội. Thì quan điểm của tôi là cái việc này chúng ta không nên. Vâng, vừa rồi là chúng ta đã nhìn nhận vấn đề dưới góc độ pháp luật. Vậy thì còn góc độ xã hội học thì không biết là Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Thị Vân Anh, chị nghĩ gì khi mà chúng ta có truyền thông hay là những cơ quan chức năng họ luôn đưa rất là rõ những cái hình ảnh hay là những thông tin của người bán dâm, còn những người mua dâm với giá khủng thì lại không? Chị nghĩ sao ạ? Trên góc độ pháp luật thì luật sư Nguyễn Danh Huế cũng đã viện dẫn các cái điều khoản rất là rõ về cái việc chúng ta đang hành xử trái pháp luật, đang hành xử không đúng với cả luật nhân quyền nữa. Nhưng mà chị có hỏi tôi về góc độ xã hội thì tôi thấy thế này, dường như mặc dù bây giờ xã hội hiện đại rồi nhưng chúng ta vẫn vô cùng ảnh hưởng bởi tư tưởng Nho Giáo ngày xưa, đó là tư tưởng trọng nam khinh nữ. Và trong tất cả mọi việc thì người phụ nữ luôn luôn cực kỳ thiệt thòi. Ngày xưa tư tưởng Nho Giáo là gì? Trai thì 5 thê 7 thiếp, nhưng gái chính chuyên thì chỉ có 1 chồng thôi. Và bây giờ khi một cái câu chuyện này xảy ra thì chúng ta nhìn thấy luôn toàn là những chị em bán dâm, và nói tóm lại là những hình phụ nữ là bị phơi bày hết lên trên các trang báo, mà lại không hề có cái người mua dâm. Thế thì đây là cái câu chuyện nó liên quan đến bất bình đẳng giới. Tôi quan tâm tới vấn đề bất bình đẳng giới hơn là cái vấn đề bình đẳng trên góc độ mà hoa hậu với nhau, người công khai hay người là không công khai ảnh hưởng đến những người hoa hậu chân chính khác. Mà câu chuyện ở chỗ là tại sao chúng ta lại có những cái sự phân biệt và bất bình đẳng đến như vậy. Rồi là tại sao, tất nhiên nó là quy luật rồi, những cái người mạnh, những người giàu có thì họ sẽ có những cái quyền và những cách thức nào đó để mà họ sẽ không bị công khai lên. Khi mà cái người mua dâm á, họ khi mà họ đã trả một cái khoản tiền khủng như thế là họ cũng phải là một cái người không phải là vừa. Người ta có thể mạnh về địa vị, về quyền lực và mạnh về tài chính. Thì có thể họ sẽ có tìm cách nào đó để không công khai cái danh tính của họ lên. Vậy thì cái câu chuyện ở đây là tôi rất quan tâm đến việc là những cái hình ảnh mà những cô gái bán dâm bị đưa lên như thế, mà lại hình ảnh, thậm chí là hình ảnh họ đang nằm, họ đang đứng, họ đang ngồi ở trong các cơ quan điều tra mà lại bị tung lên mạng. Vậy ai là người cung cấp những cái thông tin đó để cho giới truyền thông tung hình ảnh của họ lên mạng, đúng không ạ? Vậy thì cái câu chuyện là cái người mà chịu trách nhiệm ở cái vấn đề đó là ở đâu, và họ am hiểu về luật như thế nào, và họ có biết rằng họ đang vi phạm pháp luật không, họ có biết rằng họ đang sai với luật nhân quyền không, và cái quan trọng nữa họ có biết rằng một cái hành vi đó của họ có thể là tạo ra một cái sự hả hê, họ có thể đấy là một cái bài để họ câu like, họ câu view với những cái bài giật tít, và sau đó cộng đồng mạng vào tha hồ thoá mạ. Thậm chí là những người phụ nữ với nhau á, còn chỉ trích nhau kinh khủng hơn là những người đàn ông. Thế thì sẽ tạo ra những cái vấn đề khác trong xã hội, là một sự bất bình đẳng, một sự bất ổn, và một cái xã hội nó náo loạn mà mọi người không phải là ở trên góc độ là giúp đỡ nhau để người ta quay về với sự thiện lương, mà càng ngày càng dồn họ vào chân tường và sống với những cái kiểu là phán xét rồi mặt sát hại và mặt hạng với nhau. Như vậy thì đương nhiên là chúng ta nhìn thấy cả một cái cộng đồng nó toàn sự u ám, toàn những cái điều mà nó không mang đến với nhau những sự vui mừng, những cái sự thật sự là giúp đỡ nhau trong xã hội. Thì tôi thấy rằng là cái góc độ xã hội nó hệ lụy rất là lớn, từ những cái việc mà anh đang không am hiểu về pháp luật, mà anh chỉ là thỏa mãn cái bản thân, sự ghen ghét, sự đố kỵ của bản thân, mà chúng ta đã gây ra rất nhiều các câu chuyện khác. Một lần nữa cảm ơn hai vị khách mời đã nhận lời mời tham gia chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.